Chào mừng anh em đã quay lại với channel của anh. Lão Tổ luyện thể mạnh nhất lịch sử. Tập 24, Linh Phun Bộ nằm dưới phòng mô tả nhé. Tạm thời thì người đã bị ngăn lại rồi. Đối diện với một kích toàn diện của ta, không dễ chịu có đúng không? Nhưng mà không dễ chịu thì con đang nằm ở phía sau. Đúng không? Rõm hoàng. Đương nhiên. Vì tôi nghiền dựa vào tầng sát của người, ta vẫn không thể nào đảm bảo là có thể giết chết người trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu như lúc này mới giết người mà người quan tâm để cho người phân tâm. Nếu như so với tấn công của người lúc này, thì từ từ dây vó chết người càng ung thỏa hơn một chút. Trộm hoàng, người muốn tìm cái chết. Chết đi cho ta. Quỷ, nhánh thực. Tiếc cô nương đơn sợ. Cô ta đầy thì hắn không làm có bị thương được đâu. Lại là một tên quá mua của mạng chấu. Đúng là muốn tiền bị chết mà. Sợ muộn gì trong khi có một ngày lão tử sẽ hủy diệt mạng chấu. Diệt mạng chấu ta sao? Ví dụ vào ngươi vẫn nên đội một khác trước đi, để tránh vị đồng tộc kia của bạn của ta bị phân tâm. Ngươi không cần phải lo lắng. Có ta đây thì ngươi. Người này không làm người ở trong lòng của người bị thương được đâu. Nhưng mà những người này là người thường giới sao? Đánh công lại thì dùng thủ đoạn à? Thực là khiến người khác kính tởm đấy. Chết tiệt mà. Má ăn hoàng sao? Đó tại cách khí rồi. Không dở gì mới đợi được một vị đồng tộc mà này ra tay. Còn chứ giáo thủ sao có thể để cho ngươi chết được chứ? Dạ. Đợt chút. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Diệp Thương Huyền nhất định phải chết. Không thể không nói mặc dù thủ đoạn thiệt là bị ổi, nhưng mà thực lực của người thường giới các người cũng không tệ đấy. Thế thì ngươi đừng có thua đấy. Ít nhất trước khi ta giải quyết người này. Ủa sao? Ngươi cũng quá xem thường ta quá rồi đấy. Chỉ bằng chúng ta hãy cá cược đi. Cứ có giờ quyết đối thủ của bản thân mình trước. Được, chơi luôn. Ngươi thua chắc rồi. Tớ thực là mong chờ đấy. Kết thúc khởi động. Để ta xem thử người thượng giới của các người rốt cuộc là lợi hại cỡ nào. Chỉ là một tên dân địa phương mà cũng muốn thắng được ta sao? Muốn tìm cái chết. Nào, đến lượt chúng ta rồi. Nếu như người chỉ ra tay với một mình ta thì dùng bất cứ thủ đoạn gì thì ta đều có thể chấp nhận được. Nhưng mà người lại dùng thủ đoạn này. Đây là tôi chết. Tôi chết. Vào lúc này mà người còn muốn giết ta sao? Người, đồ kiếp thất bại. Vốn dĩ là thực lực không còn. Nhưng mà trở đầy vài lần giao thủ thì cho dù người không bị thương nặng thì cũng không còn dư sức có đúng không? Vào lúc này lại muốn giết ta sao? Người cho rằng người còn từng là người đứng đầu của thượng giới sao? Ngay bây giờ. Cái gì? Người sẽ biết nghĩ thôi. Tốc độ của người sao có thể? Ta vẫn luôn đợi. Bởi vì ta biết người thượng giới muốn tranh cái bạn cũ đó. Không chỉ là hai người các người thôi. Không nói người khác thì Lôi Tôn xếp hạng 2 vẫn chưa đến đâu. Cho nên đối phó với người sao ta phải dốc hết sức chứ? Chỉ là ta không ngờ người lại dùng cái thủ đoạn như vậy. Người đã thành công khiến ta tức giận rồi. Vì thế ta chỉ dốc hết sức. Còn về cái tên Lôi Tôn kia, đợi hắn đến rồi tính đi. Dù sao thì vào lúc đó có thể người đã chết rồi. Dạ. Thần đế cốt này của người đúng là cứng thật đấy. Nhưng mà đừng có vội, ta sẽ lập tức định nát hắn. Để cho người phá giới hạn, cơ hội mở ra áp chế tiên đạo cũng không có. Cứ như vậy mà mãi mãi ở lại Mang Châu, không cũng có được.
Người còn không nhanh quay về giúp ta sao? Chứ dù thì ta chặn một hơi thở thì ta cũng có thở, tạm thời hồi phục cưỡng ép đột phá áp chế tiên đạo. Giúp người chặn lại, người đùa hay sao? Người chết rồi thì người giành vị trí thứ nhất trên thông thiên bảng, với ta sẽ ít đi một người chứ sao? Nhìn tránh ra cho ta. À, xin lỗi lão Kiều à, người địa phương này quá thật là rất lợi hại, ta sợ là không giúp được người chẳng lại được rồi. Nhưng mà người cứ yên tâm đi, ta sẽ giúp người giết chết tên diệp Thương Huyền trong vòng vài trăm chấp nữa. Cái tên tiểu nhỏ ngươi, chết đi. Diệp Thương Huyền, cuối cùng đã gặp người rồi, chủ của thượng giới lôi vực, lôi ma tôn. Quả nhiên, người cũng đã đến rồi. Biết được người còn sống, sao ta lại không đến được chưa? 300 năm trước, chỉ kém cái nửa chiều, ta đã thua người, bởi vì vậy mà tốt mặt, tốt một bản thông tương thuộc về người. Thù này ta vẫn chưa báo đâu. Người muốn đánh với ta sao? Muốn đột lại tốt một bản thông thiên có thể. Đợi ta giết hắn thì bắt đầu luôn. Hả? Như vậy thì không được rồi. Hắn dù sao cũng là chủ nhân của tiền mạng vực, ít nhất thì cũng phải có được 50 giáp. Với lại, một vực lớn như vậy người cũng biết rõ, nơi nhiều không có ai quản thì rất là phiền phức. Ôi đã tại lôi tôn, người muốn ngăn ta sao? Người đến thượng giới khá muộn, không thể trở thành vực chủ. Đương nhiên, có thể là do người không thèm, không câu nệ, nhưng sao thực lực của người đã hoàn toàn là đủ. Nhưng mà thượng giới nghìn năm, thì có lẽ người cũng đã thấy qua những tu sĩ và cười dần hỗn loạn sống thảm đến mức nào. Ta thì không muốn dở mắt nhìn những người để tiên ma vực biến thành bộ dạng như thế. Nghỉ ngơi một chút đi, lần này ngươi quả thực đã làm sai rồi. Đợi Thương Huyền bình tĩnh lại thì ngươi phải đi xin lỗi hắn. Vì đã ta lùi tôn nhất định xem ra không thương lượng được nữa rồi. Thế thì đánh bại người trước rồi đi giết hắn gì? Còn về tiên ma vực sẽ loạn thì loạn thế mới xuất hiện hào kiệt, sớm muộn gì đều có thể thông nhất. À, sao phải làm như vậy chứ? Cho dù ở hạ giới có thiên đạo áp chế thì ngươi cũng bây giờ cũng không thể nào thắng được ta. Ta lâu như vậy không xuất hiện là bởi vì vết thương của ngươi vẫn chưa hồi phục, còn muốn nhân cơ hội để hại người. Ta muốn giúp hết sức để đánh bại với người một trận. Ta không thắng ngươi được à? Tử là biết ngay thôi. Bạc à? Ta đã nói rồi, bây giờ ngươi không đánh lại ta đâu. Chiêu này là Y Thanh Hạng, chiêu của thánh vực Bích Hải Tiền Cung Y Thanh Hạng. Thương Huyền, vì cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Ta biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì mà. Đi, lại là ai? Người quen người này không? Không biết. Mèo bụng trộm đang chết mà nữ nhân này nhất đến là nhân lúc mình không có ở thượng giới, đã đi dụ dỗ phu quân rồi. Phu quân, người này là ai? Ở Thanh Hạng à, sao người cũng đã xuống đây rồi? Nên như ta còn xuống thì không biết người ở hạ giới đã có người ở trong lòng rồi. Thanh Hạng à, đừng có đùa nữa. Ta đến để giúp người, toàn bộ đại vật chủ thượng giới đều đã xuống hết rồi. Thương Huyền, người vốn dĩ đại đồ kiếp thất bại, ta sợ người sẽ xảy ra chuyện. Ngươi đồ kiếp thì ta không đi, ta không muốn lần này đến muộn nữa. Lôi tôn, nếu như người muốn đánh thì ta đánh với người. Ngươi à, chỉ là một nữ nhân, không xứng để ta ra tay đâu. Nữ nhân? Dạ. Phụ quân, ngươi lại không thèm quan tâm đến ta. Còn có con mèo bụng trong này nữa. Thường Huyền là phụ quân của ta, ngươi rơi xa phụ quân của ta xa ra một chút. Phụ quân, ta tức giận rồi. Thường Huyền, ta không nỡ để đánh, vì thế ta sẽ đánh với ngươi một trận cho đã. Quật đợi. Sao lại nhiều người như thế? Ngươi còn muốn đánh ta sao? Ta chính là đánh người đó. Body, không cần tay nữa chứ vẫn sao?
Ý, người thật sự giống RT sao? Ừ, sức mạnh này. Dạ. Con gái thì sao chứ? Còn không xứng để cho RT với người sao? Lẽ nào? Người không biết Thương Huyền ở thượng giới nghìn năm, người hắn thù duy nhất là ta sao? Cái gì? Diệp Thương Huyền thù người sao? Đây là sự thật. À, ông quả thật là như vậy. Sau này mặc dù a ta đã cố, đã thắng cô ta, nhưng mà lần ta thù cô ta chính là sau khi thắng người. Cái gì? Sau khi thắng ta sao? Còn chính là nỗi tự lực của cô ta lúc đó ở trường ta sao? Thương Huyền, ngươi còn nhớ sao? Vậy ngươi có còn nhớ tới lời ta nói hôm ngươi thắng tay không? Hả? Cái này phụ thân ta đã từng nói rồi, chỉ có người đánh bại ta thì mới có thể cưới ta. Từ nhỏ tới lớn thì chỉ có người thắng ta vì thế. Ngươi lúc nào sẽ cưới ta? Ngươi rõ ràng đã từng nói là sẽ cưới ta mà. Ở cái này, nhưng tại sao lại có người khác gọi ngươi là phụ quân chứ? Phụ quân anh đã từng nói là sẽ cưới cô ta sao? Quỳ cưới cô ta lại tới một người nữa. Cái gì? Không ngờ thánh vực luôn bị ta xem thường, lại còn có cường giả như vậy sao? Người lợi hại ở thượng giới rất nhiều, không phải lại muốn đi giành cái bán vô dụng đó đâu. Là ta đã xem thường người khác của thượng giới rồi. Nếu mặt ta được không Di Tướng Huyền à, tha cho Hiếu Kiếp một mạng. Ta có thể để cho Hiệu Kiếp lập ra lời thờ thiên đạo, sau này tuyệt đối sẽ không đối phó với người và những người mà người quan tâm nữa. Chỉ còn người đồng minh bây giờ ta sẽ đưa họ về thượng giới. Lần này chúng ta quá thực đã thua rồi. Nhưng mà Diệp Thương Huyền, Diệp Thương Huyền, người phải suy nghĩ cho kỹ. Chứ dù ngươi có thể đánh bại được Hiệu Kiếp bị thiên đạo áp chế, nhưng ngươi đừng có quên rằng chúng ta không thể cưỡng chế sông phá áp chế thiên đạo. Chỉ có điều quay về thượng giới thì phải độ một lần lôi kiếp nữa. Nhưng mà sau vì cái chết thì độ kiếp thôi mà. Người cho rằng là Hiệu Kiếp sẽ chịu lựa chọn như thế nào? Thay vì cái chết lôi rách, chỉ bằng mỗi bệnh như một bước thế nào? Ngủ xuống. Vào lúc này đây còn kích tướng nữa chứ. Người thật sự sợ Diệp Tướng Huyền này sẽ còn ra tay sao? Lời tồn người chửi ta sao? Ừ, ta chính là chửi người đó. Người thật sự cho rằng Diệp Tướng Huyền xong giết chết Hiệu Kiếp thì sao? Ngươi nghĩ Diệp Thương Huyền chỉ biết dùng đấm đấm sao? Lôi tôn vẫn là lôi tôn, vẫn là người hiểu ta. Ta biết rằng mặc dù thân xác mạnh nhất, nhưng mà cũng là một người dùng kiếm giữa hai chân, rất là định lý. Chỉ có điều thượng giới nghìn năm rồi, thân xác của ta tiên trì bất luyện, đã không thèm dùng kiếm nữa rồi. Nhưng mà lúc này thân xác của ta vẫn chưa hồi phục, không thể phát huy toàn lực. Vì thế chỉ dành dùng kiếm, dù sao thì mặc dù thân xác của ta có nơi có hơi cản trở, nhưng mà kiếm ý thì vẫn chưa bị tổn thương. Kiếm đâu? Không thể nỡ mặt ta được một chút thì sao? Mặt mũi à? Hôm nay mặt mũi của ai ta cũng mặc kệ, ta chắc chắn sẽ lấy mạng quản. À, đúng là đồ ngu xuẩn mà. Tên ngu xuẩn nhiều người, hãy cút về trước à. À dạ. Diệp Thương Huyền, ta đợi người ở thượng giới, không thể để cho người đợi lâu đâu. Vài nghìn chấp nữa thôi. Tốt. Hiệu Kiếp, bây giờ đã đến lượt người rồi đấy. Diệp Thương Huyền, người bắt buộc phải làm như vậy sao? Ta đã nói rồi, người dám ra tay với họ thì chính là tội chết. Tội chết? Người thật sự cho rằng ta chỉ sẽ giết chết được ta sao? Thật sự mở ra áp chế thiên đạo, hồi phục thực lực thực sự, ai chết trong tay ai còn chưa biết được đâu. Nếu như sợ đầu kiếp thì vừa nãy cũng chưa chắc là đã thù người đâu. Ta có thể lại hạ giới trong 10 tức. Đủ rồi. Thế là cũng đủ rồi. Quả thật là đủ rồi à. Dù sao thì lôi tồn cũng đã đi rồi. Vì thế
giết ngươi. Một chiêu là đủ rồi. Đi, sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh như thế? Do ta biết phụ quân muốn giết lão già kia. Chuyện này dễ như trở bàn tay mà. Phụ quân, nếu như mình có thể làm như vậy thì tốt quá rồi. Ta biết cho dù cơ thể vẫn chưa hồi phục, cũng không phải người nào cũng có thể đến khiêu khích người. Điều đã kết thúc rồi sao? Vậy là người của thượng giới đúng là lợi hại rồi đấy. Đột nhiên bộc phát ra làm tao bay đi. Không ngờ đi về mà đã kết thúc hết rồi. Diệp Thương Huyền đúng không? Đúng không, hổ danh là tiền bối của Mạng Châu ta. Lại có thể trông đến nhiều tên lợi hại tới như vậy. Vậy bây giờ tới lượt ta rồi đúng không? Không sao, đừng hoảng. Nếu như ta đúng không làm thì có lẽ người cũng giống như ta, nhục thân đều ở trạng thái cực hạn. Rõ ràng biết cũng có thể mạnh hơn nữa, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn chưa đột phá được. Ta cũng không hiểu những thứ này, nhưng có thể người sẽ hiểu. Không sai, ngươi quả nhiên đã hiểu. Vì thế đánh với ta một trận đi. Đó sức nhục thân thuần túy, ta cảm thấy có lẽ sẽ phát hiện ra một chút gì đó. Nào đến đây đi, ngày nay ta đã đợi lâu lắm rồi. Chờ đã, đi về đi, ngươi cộng sự tốt quá. Thầy ta trọng lòng tốt cho Thánh Huyền Tông. Các người lùi ra một chút đi, để tránh bị ảnh hưởng tới các người. Ngươi từng cùng tộc với ta, nhục thần cũng đã bại thành. Ngày nay ta cũng sẽ đợi lâu lắm rồi đấy. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Mục tiêu của ta vẫn không phải là quyết trận sinh tử, mà là tìm cách đột phá giới hạn của nhục thần. Trường giới đã xảy ra chút vấn đề rồi. Ta phải về trước đi. Nhục thân của ngươi vì độ kiếp mà thất bại, còn sót lại kiếp lực. Ta không thể trị khỏi hoàn toàn. Nhưng mà giúp ngươi hồi phục đến trạng thái đỉnh phong như trước đây thì cũng không có vấn đề. Cảm ơn nhé. Chuyện nhỏ thôi. Ta ở thượng giới chờ ngươi. Vậy nghiên chấp nữa thôi. Bắt đầu đi. Được. Đúng là phê. Đã lâu lắm rồi, chứ có bao giờ đánh sướng có như vậy. Lại lần nữa đi. Đúng vậy. Đơn thuần chỉ là nhục thần chiến đấu tiến hành nguyên thủy nhất, không có kỳ xảo, không rành nẻ. Đấy mới là trận chiến nhục thân thật sự. Lại lần nữa nào. Đã lâu rồi vẫn chưa nhìn thấy phụ quân vui vẻ như vậy. Đúng vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Cảm ơn chầu, không có ai giáo thủ với ta nhiều chiêu tới như vậy. Mà muốn trở nên mạnh quá nhiều, vẫn nên có đối thủ. Nhục thân của ta gần là như thế, mà người cũng là người đầu tiên mà ta gặp. Nhưng mà đáng tiếc, nói ra như vậy thì người vẫn chưa tìm cách đột phá giới hạn của nhục thân. Là đông đất à? Người đã cảm nhận được chưa? Ta có thể cảm nhận được mãnh liệt. Chỉ cần ta đi vào thì nhục thân của ta nhất định có thể phá vỡ giới hạn. Ta cũng có cảm giác này, nhưng mà hơi thở này có gì đó sai sai. Hình như đúng là hơi thở của ta má ngồi vực. Quảng nói là tà ma hay không phải tà ma chứ? Nếu như ngươi không đi vào thì ta có thể đi vào. Ai cũng không thể ngăn cản ta đột phá giới hạn của nhục thân. Phu quân, khe hở này là không rõ lắm, nhưng mà nếu như không người muốn thì có lẽ đi theo ta, hoặc là cả màn tộc, và có liên quan cả màn châu, có đại lục huyền châu. Tại sao chỉ có màn châu sở sinh ra linh khí? Tại sao chỉ có người của màn châu là không thể tu luyện? Mấy nguyên nhân này thì có thể là ở bên trong này đây. Thế thì chúng ta vào đó xem thử. Đi vào thôi. Nhưng mà trước đó, có thể cho ta một bộ quần áo được thầy không?
Ta sẽ đi lấy cho công tử. Các người hãy đi đi, nhớ các người không được rời khỏi ta ngoài 3 mét. Không thành vấn đề. Được. Ngoài nhiên người cũng đã xuống đây rồi. Chứ liên quan tới đột phá thì đương nhiên phải tự mình xuống rồi. Cái gì? Con có vật sống? Yêu thú? Yêu thú như vậy ta vẫn chưa bao giờ gặp qua ở đại lục cổ huyền. Để ta thử trước xem sao. Ui, cơn quá, căn bản không giống với yêu thú, giống tinh thiết của tình nghiên truy bách luyện hơn. Lại không bị thương chút nào sao? Cả người cẩn thận một chút đi, trốn sâu ta, đứa cái chị lung tung. À được. Khá cứng đấy. Thế thì đừng có nương tay, dùng toàn lực giải quyết mấy cái thứ này trước đi rồi tính tiếp, tránh để lại có tới một nhóm đến. Tốt, tốt lắm. Thế thì chúng ta thi thí đi, xem thử ai giết được nhiều hơn. Xem ra ngươi cũng đã phát hiện ra rồi, yêu thú này quả thật là không phải là vật sống. Ý, không hay rồi. Yêu thú này sau khi chết sẽ tán phát ra hơi thở có vấn đề. Ngươi không sao chứ? Khói đen này cảm giác rất là quen thuộc. Nè, đừng có đụng vào. Không sao, có lẽ không vấn đề gì. Ta có thể cảm nhận được hơi thở này không làm gì được ta. Hơn nữa còn không phải có khu quân ở đây sao? Ý? Nè, không sao chứ? Sức mạnh của ta hình như đã tăng lên một chút rồi nè. Đến ngay cái sức mạnh nhục thân của ta cũng đã tinh tiến hơn một chút nữa rồi. Đến ngay cả người cũng như vậy sao? Yếu tố này rốt cuộc là gì? Quả thật là sức mạnh của nhục thân đã tăng lên. Hơn nữa còn cùng nguồn nhục thân của chúng ta còn có thể hấp thu ở trong chốc lát nữa chứ. Nhưng mà những điều yêu thú này rõ ràng không phải là vật sống. Dưới lòng đất mà giờ rốt cuộc là chỉ giống cái gì? Tại sao lại có tồn tại như vậy? Quản hắn làm cái gì? Có thể tăng sức mạnh của nhục thân lên chính là chuyện tốt. Nếu không chừng thì chúng ta có thể mượn nhờ những yếu tố này để đột phá thì sao? Nếu như người còn lo lắng thì mấy yếu tố này thuộc về ta nhé. Người có hấp thụ trước đi. Giờ sao thứ này ở đây e rằng không ít đâu. Thế thì tốt. Đúng là phê. Ngươi thực sự cũng đi thử đi. Chỉ là vật chết thùy lại không có thần trí, lẽ nào con có thể đột phá chúng ta được sao? À không sao, tăng thêm một chút sức mạnh này đối với ta mà nói thì cũng không có tác dụng gì lớn. Xem thử nơi sâu nhất của khe hở thử này đi. Dưới lòng đất của Màn Châu lại có khu vực lớn như vậy sao? Ta trước đây lại không phát hiện ra. Ý?
Lại cái yêu thú lớn như vậy sao? Bọn nó hoạt động ở đây mà dù lại không bất cứ một động tĩnh nào sao? Ừ, nơi này thì kỳ lạ, nhưng mà không thể dùng lý lẽ thông thường để phán đoán được. Ừ, quán nó làm cái gì? Yêu thú lớn như vậy rồi, nếu như ta đánh chết thì hiệu quả nhất định thì sẽ tốt hơn. Vì Tuấn Hiền à, ngươi không chuẩn bị hấp thụ năng lượng tán phát ra sau khi yêu thú này chết thì nó có tranh giành với ta đấy. Ờ, tùy ngươi thôi. đã tạ nhé. Thế thì ta không cách ký nữa. Ui, đúng là cứng thật đấy. Đưa ta xem thử, ngươi có thể đợi được bao nhiêu quyền của ta? Mất hơi thở rồi sao? Sau khi chết lại biến thành tinh thở rồi. Thứ này mà cũng có thể hấp thu sao? Cẩn thận một chút, nơi này rất cổ quái, đừng có sơ ý. Đã tạ nhé. Ta đã ra ấn tượng cho người rồi đấy. Như thú này cho dù là khi công kích lại không có chút hơi thở nào tràn ra ngoài thì có liên quan tới tử vật của nó không? Có khả năng, dù sao thì cũng là tử vật, không có hơi thở tràn ra ngoài ngược lại cũng là bình thường. Đúng là một nơi kỳ lạ. Yêu thú thì ta đã từng gặp qua Bảo Yêu Hạch, Bảo Yêu Đài. Mà nổ ra cái loài kết tình này cũng là lần đầu tiên ta gặp hơn nữa. Năng lượng bao hàm ở trong đó hình như cũng không nhỏ. Kết tình cũng kỳ lạ thật đấy. Cục đá này đẹp thật đấy. Không ổn. Bị áp thu sao? Hơn nữa không cảm nhận được tác dụng phụ. Ô mình còn mà ta hiểu. Dù sao thì cô ta cũng là man tộc. Nơi này dù sao cũng là man châu. Nhưng mà Hy Nhi nè, cô ta không phải là người thường châu sao? Chờ tim bốc nát thì có thể hấp thụ sao? Kết tinh này, wow, sức mạnh cũng lớn thật đấy. Ta có thể cảm nhận được rõ nhục thân của ta sắp đái thành rồi. Hổ, mạnh như vậy sao? Kim ố gì? Ui, ta... Ui, ta lại cao lên rồi sao? Hả? Có sao? Ui, ta cao lên rồi. À, có lên được phân nào đâu. Ta tuyệt đối là cao lên đó, ta tuyệt đối là cao lên, ngươi xem đi. Cao thơm thì cao thơm mới chấp này nha. Ta không quản. Phụ quần à, cho dưới hồng yêu thú đi, người ta còn muốn cao hơn nữa. À, được rồi, được rồi. Sớm bọn chúng đi. Phụ quần, à, được rồi, được rồi. Sau hai nén hương. À, được rồi, được rồi. Một cánh giờ sau. À, được rồi, cảm giác cơ thể của ta chưa đứng đủ rồi. Có hấp thụ nó sẽ bị nổ tung mất tụi. Ai bảo người hấp thụ nhiều tới như vậy? Nhưng mà ta muốn phát triển chiều cao. Ta bây giờ còn cao hơn cái Y Nhi nè.
Hay nhì, còn có hai người các người muốn hấp thụ thử không? Thử sao? Ừ. Ừ, nhưng mà bốp không nát. Xem ra chúng ta không có phúc phần này rồi. Ừ, đúng vậy. À, tập 1. Ta có thể cảm nhận được chỉ một chút nữa thôi là có thể đột phá giới hạn của nhục thân rồi. Tuy nhiên sức mạnh chứa trong tinh thể này đã vô dụng đối với nhục thân của ta. Tiếp tục đi, xem ở trong này rốt cuộc đã đáp ứng giống cái thứ gì. Đây là điểm cuối cùng. Không, đất quanh đây rõ ràng là từ sâu hơn rất là nhiều, chứng tỏ là xuất hiện ở phía sâu. Ngọn núi lớn này chắc là phía sâu, nó đã chặn lối đi ban đầu. Ừ? Trong núi là có thứ tồn tại à? Một trăm ngàn năm rồi, cuối cùng thì cũng có thể hòa đồng một chút rồi. Biết nói chuyện à? Hơn nữa còn tồn tại 100.000 năm rồi. Mấy người lùi ra sau đi. Sắp tới rồi. Ta đối phó bên trái, vậy thì ta bên phải. Các hậu bối, các người cuối cùng cũng đã tới rồi. Hậu bối, các ngươi là... Bọn họ có phải là tổ tiên của chúng ta không vậy? Hậu bối à, vào đi. Xem ra chúng ta cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm rồi. Ta bên trong đợi ngươi. Đợi đến đây rồi thì ngươi cũng không thể không vào chứ. Được. Mọi người đi. Con đang đi sao? Ta vô quân không phải hỏi sao? Ừ, con đúng. Vậy thì giờ đi thôi. Hy vọng lần này có thể giải quyết triệt để những tồn tại đó. Cửa đã biến mất rồi. Đây là một không gian khác, hoặc là có người sử dụng cơ giới vô cùng mạnh phong ấn toàn bộ nơi này. Một nơi rộng như vậy, cho dù là mở không gian hay là phong ấn cơ giới, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Phụ quân à, cho nhìn chỗ đó đi. Ừ? Yêu thú hình người. Không ổn rồi. Nhìn quá. Tìm chốt. Thân thể hết mạnh thật, không kém gì hơn mang hoàng trên đó chút nào. Ồ à, nàng tránh về phía sau. Được, tính quần lại giao cho người. Không vấn đề. Còn muốn đánh lén à? Cút. Xuống đi.
Thương thì có bộ này hình như đã là cực hạn rồi. Ta là muốn xem các ngươi là cái thứ gì. Ồ, không ngờ lại có thực thở. Hóa ra thân thể mạnh mẽ này lệ thuộc với thi thể này à? Cái lỗ thân thể này có thể bị ăn mòn như vậy, điều đó có nghĩa là đã chết đi không ít một vạn năm. Không ngờ nơi này lại có sự tồn tại của vạn năm trước. Người đã giải quyết xong rồi à? Nhanh thôi đi, xem ra ta phải tăng tốc độ thôi. Đi mau đi. Đi, biết nói sao? Người giống. Cẩn thận. Các người, đây là tìm chút. Biến mất rồi. Đi sao có thể chứ? Cái này bà bác đến chỗ nào rồi? Nói. Không cần phải lo lắng, bọn họ không sao. Ông là lão đại ở đây. Tôi làm gì có tư cách làm lão đại? Bỏ hắn xuống đi. Hắn ta vừa mới sinh ra thần thức, đừng đỡ trở lại như cũ. Thật là một lượng năng lực nặng nề, đều gần bằng với thời hoàng người ta có lẽ 80%. Bọn ta không phải là người phường đó. Nói như vậy thì bọn ta đã trực tiếp ra tay, không cần phải làm như vậy. Người cũng đừng có quá lo lắng, ít nhất là trong vòng 3 ngày ta có thể đảm bảo bọn họ an toàn. Tốt nhất là nên như vậy. Tất cả mọi thứ mà người muốn biết đều ở trên nơi này. Trong nơi này. Đi thôi. Kim thân. Kim thân Phật môn. Ngọc cốt đạo môn. Có thể biến thân trở thành mức độ này thì có cả mấy vị đại đế trên thượng giới cũng không thể nào làm được nhỉ. Hơn nữa thì theo như mình được biết, vài vạn năm trước thì chiến thủ của Phật môn với đạo môn đã đứt đoạn rồi. Mà nơi này lại xuất hiện còn là thi cốt ở mức độ này, nơi này rốt cuộc là cái gì? Thân thể mạnh quá. Nhìn thôi, cho dù là mình đã cảm nhận được nó thì nó vẫn có thể dễ dàng xé nát cơ thể của mình. Mọi thứ phản lực của huyền môn cũng đã xuất hiện rồi. Huyền môn cuối cùng cũng đợi được rồi. Giờ đi. Các hậu bối. Hậu bối. Lấy là câu đó. Đi. Đây là tiến vào đi. Ta đi vào trước. Nào, đến đây đi. Lời cho tụi đừng có nhiều lời, nói đi. Đây là cái nơi nào? Còn có ta làm thế nào mà đột phá thân thể cực hạn? Ai đừng có giỏi, để ta kể cho các người một câu chuyện đi. Nào, mời ngồi. Chuyện này thì khác dài. Cách đi khoảng 100 vạn năm. 100 vạn năm trước là thứ tự thượng giới chia làm Nhật Bản, Nhật Cung, Nhị Mộc, Tứ Vực. Trong số đó thì Trung Châu là một vùng đất thịnh vượng nhất ở trên cửu huyền đại lục. Hàng trăm vị địa cảnh tụ tập lại Trung Châu thánh đạo, chỉ vì một đột muốn đột phá được địa cảnh tầng thứ 9 mà hoàn toàn thoát khỏi cấm chế của thiên địa trong cửu huyền đại lục.
và trở thành siêu phàm trong truyền thuyết. Tuy nhiên, còn có nhiều người có tâm tư khác. Trong quỷ vực, lại có một nhóm người cố gắng vượt qua thời gian và không gian để đi thẳng tới một thế giới khác, nhưng mà lại bắt đầu là một cơn ác mộng. Vô số dị tộc xuất hiện. Điều mọi người không ngờ tới là dị tộc này không chỉ vô cùng mạnh mẽ, mà còn có thể ăn mòn đất đai. Nó thậm chí có thể ăn mòn tư tưởng của con người, khiến cho con người vô tình sinh ác niệm, giết hại lẫn nhau. Ngồi mấy ngày mà quý vực ở hoàn toàn bị dị tộc thống trị, khi đó bọn ta thậm chí còn không có phát hiện ra được lối đi vào dị tộc, cũng đã bị nở rộng gấp mấy lần. Khi bọn ta đã phát hiện dị tộc đã lan rộng, hơn nữa cũng ăn mòn về phía Trung Châu, đại chiến hết sức căng thẳng. Trận chiến đó thì chiến đấu trong nhiều năm mà bọn ta là chiếm thế thượng phong, nhưng ngay cả thi thể của dị tộc bị chết thì chúng vẫn phát ra luồng khí kỳ lạ làm ăn mòn đất đai, khiến cho nó không thể nào sản sinh ra linh lực. Ngoài ra, có nghi càng nhiều người bị ảnh hưởng bởi vì những luồng khí kỳ lạ này. Tất cả đều đã trở nên điên loạn, bắt đầu giết hại lẫn nhau. Vì cái điều này mà đám dị tộc này được gọi là tà ma ngoại vực. Hết cách, môn ta quyết định bắt giặc thì phải bắt vua trước. Hầu như là hơn 100 đại cảnh tất cả đều tham gia vào trận chiến. Vua của dị tộc là một người siêu phàm, thực lực thì cực mạnh, may mắn lấy có nhiều đại cảnh, cuối cùng nó cũng đã bị giết sau khi bọn ta tổn thất tới 70% dân số. Nhưng mà không ngờ đáng sợ sinh ra khi vua của dị tộc chết trong nháy mắt đã ăn mòn toàn bộ Trung Châu, biến Trung Châu thành thiên đường của dị tộc. Hết cách, ta và những vị đại cảnh còn lại liên thủ bay ra trận pháp, luyện ma càng khôn, vì định là luyện chết đám dị tộc đó. Đồng thời vì tránh ảnh hưởng tới thượng giới và các giới vực khác, thì bọn ta liên thủ Trung Châu cùng với quý thành hoàn toàn chìm xuống, rơi vào trong hải khoang dưới hạ giới. Sau đó thì liên tục phong ấn lối đi của dị tộc, trấn áp trong vùng biển vô tận của thượng giới và thiết lập người bảo vệ thánh vực. Đáng tiếc nhưng đồng bào năm xưa của ta cũng đã cạn kiệt khí huyết, cuối cùng đã chết ở đây. Lão già mạnh hơn một chút nhưng mà cũng hấp hối, dùng bí pháp sống sót mấy ngàn năm thì mới khôi phục lại được có một chút. Tuy nhiên khi ta tỉnh dậy thì phát hiện ra rằng vùng đất đã bị đám dị tộc ăn mòn này thực sự có thể sinh ra đám dị tộc đó một lần nữa. May mắn thay, những đồng bào nam sư của ta cũng có chấp niệm, luôn muốn thanh tẩy vùng đất này. Nhưng mà đáng tiếc, chấp niệm rốt cuộc vẫn là chấp niệm. Không được keo léo có thể gì chết, đám dị tộc không ngừng xuất hiện. Ta chỉ có thể lấy chính mình ra làm căn cơ, thi triển trận pháp đem tất cả trồng xuống đất. Tuy nhiên, nó vẫn ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục, địa loài người sinh ra đây đều trở nên khác mẫu hơn. Vốn tưởng đây là một thi sót, không ngờ lại sinh ra một nhóm vật nhiều người. Ta, đúng vậy, chính là người. Một sự kết hợp của thiện và ác, một thân tựa hoàng mỹ nhất. Các người gọi nơi này là Mạn Châu, thực ra thì cũng đúng. Dù sao thì mọi cây cỏ ở đây đều được sinh ra từ máu thịt của hàng trăm vị đại cảnh mà của chúng ta từ hàng triệu năm trước. Mà các người từ nhỏ đã khát máu rồi, vẫn là máu thịt của đại cảnh. Hơn nữa bởi vì thân thừa quá mạnh, trực tiếp bài trừ linh lực, làm sao không phải là man tộc đi. Đồng thời giới hạn trên các người cực kỳ cao, hầu như là không có giới hạn trên. Các người không thể đột phá chỉ vì cũng đã hấp thụ năng lượng của dị tộc, khiến cho hai bên xung đột mà thôi. Cái gì? Có cách giải quyết hay không? Đương nhiên là có rồi, còn có hai cách. Một là giết một dị tộc có thực lực tương đương với người, trực tiếp hấp thụ năng lượng của dị tộc này, cưỡng ép đột phá. Thứ hai, với sự trợ giúp của thiên kiếp, chịu đựng thiên kiếp và hấp thụ nó. Thế là cho thiên kiếp chi lực làm phối hợp, khiến cho ba loại năng lượng ở trong cơ thể dung hợp lại với nhau, cũng có thể đột phá. Thiên kiếp. Đúng vậy, thiên kiếp. Ta chưa từng nghĩ tới, nhưng mà gặp được người thì ta mới biết được. Sở dĩ không có cách nào để đột phá là bởi vì trong cơ thể con người lại có quá ít lực lượng liên quan tới dị tộc, không thể nào dung nhập vào. Hóa ra là như vậy à. Dị tộc mà ông đang nói đến là sự tồn tại đã bắt giữ hai đồng bạn của ta, có phải không? Đúng vậy. Các người từ nhỏ đã thụ máu thịt của đế cảnh, càng lâu dài liền có được dòng máu của bằng hậu cũ của ta.
Vì vậy mà các ngươi được gọi là hậu sinh của vạn bối của bọn họ, đồng thời các ngươi cũng được gọi là hậu sinh vạn bối của dị tộc. Sở dĩ thì chúng bắt hai đồng bạn của người, đơn giản là vì bọn chúng muốn khai thông dòng máu dị tộc ở trong cơ thể của bọn họ. Bây giờ chúng ta ngang bằng với dị tộc, nhưng nếu như một bên có nhiều sức mạnh hơn một chút thì điều đó có thể thay đổi tình hình. Khai thông dòng máu thịt tộc còn ít nhất là 3 ngày, vì vậy trong 3 ngày này bọn họ tuyệt đối sẽ an toàn. Nếu như không có gì ngoài muốn thì hai vị bằng hữu của các người đang ở nơi này đã tạ. Ở chuyện nhỏ chỉ là tôi có thể nói chuyện riêng với người không? Đơn độc à? Có thể. Trương Hiền, công tử, mọi người ra ngoài để ta trước đi. Mà quên à, phiền quên ra ngoài chút. Nếu như là dị tộc giết thì đợi ta đi ra rồi cùng nhau giết. Ờ được, đa tạ. Ờ mời nói. Người rất mạnh, cực kỳ mạnh. Thân thể của người cơ hồ có thể chứa đựng tinh hoa huyết nhục của tất cả đồng bạn cũ của ta. Cho dù là không đột phá cũng có thể đạt tới đế cảnh giới. Nếu như người đột phá thành công, như vậy thì thân thể của người ở chứa lực lượng thiên kiếp, có thể nói là khắc chế lực lượng dị tộc, một phòng bế lối đi của dị tộc thì chỉ có thể dựa vào người. Ở mấy thứ đó thứ khác thì ta có thể hiểu, nhưng mà ngụy đế, ý ngươi là thực lực hiện tại của ta hay là? Đương nhiên là thời hoàng kim của người rồi. Thời kỳ hoàng kim có thể hỏi chút là đế cảnh của các ông lúc đó mạnh tới mức nào? Ta hiểu rồi, xem ra phấn chí cảnh giới của các người hiện tại có chút khác biệt à. Ta nói như vậy nè, trăm vạn năm qua chỉ xuất hiện một lần đề kiếp, với lại cách đây không lâu, không ngoài muốn là giờ người đã độ qua. Mà muốn trở thành đề cảnh thì phải độ kiếp thành công. Có 9 tầng đề cảnh, mỗi một lần thiên kiếp đều sẽ hơn lần trước gấp 10 lần. Ta từng vượt qua đế cảnh được gọi là đế cửu huyền, cũng có nghĩa là thiên kiếp trường sinh hiện tại cũng chỉ là đế kiếp bình thường nhất của hồi trước. Thật là thú vị. Như vậy thì số ít kia là thượng giới, đó là ngụy đế, thậm chí không tính là ngụy đế. Còn như vậy chẳng qua chỉ là chuyện bình thường. Dù sao thì toàn bộ cửu huyền đại lục lần đó cùng dị tộc diên đấu đã bị thương, linh khí cũng không bằng trước, trở thành đế giả sẽ khó khăn hơn nhiều. Hóa ra là như vậy. Vì sao kết giới lại bỗng nhiên dao động? Coi như là ổn định lại rồi. Chỉ là đây lần đầu tiên xuất hiện cái hiện tượng này. Không đúng. Không ổn rồi. Phòng ấn đã bị nới lỏng rồi. Phòng ấn nới lỏng. Đúng vậy. Phòng ấn đường đi dị tộc của thượng giới đã bị nới lỏng, khiến cho năng ma khí tràn ra, từ đó ảnh hưởng tới nơi này. Gì? Phòng ấn thượng giới? Thánh vực y thanh hàng bên kia, thời gian không còn nhiều nữa. Đáng lẽ là muốn biến hai người bạn của người thành dị tộc, nhưng mà những dị tộc hồi sinh có ít nhất là 3 ngày. Nhưng mà bây giờ phòng môn này nơi lỏng, nhất định sẽ khiến cho những dị tộc nhân này có suy nghĩ bốc đồng. Chúng sẽ chuyển đổi đồng bạn của người bằng bất cứ giờ nào, dài hay 2 ngày, ngắn thì 1 ngày. Nhanh vậy? Không có cách nào khác, ta đã bày bố vòng giới tự linh. Những cái chết đi có linh trí cho dù hồi sinh thì cũng không thể rời khỏi cảnh giới. Những người sống thì có thể tùy ý rời đi. Hai người bạn đồng hành của người một khi bị biến dị, dị nhân rời đi thì đến thượng giới. Trong hợp là phong ấn bị nơi lỏng, phong ấn ăn mòn cả trong lẫn ngoài, nhất định phải hủy. Mà những dị tộc nhân này không thể bỏ cơ hội này được đâu. Để là vậy thì ta lập tức đi ngay. Nhất định phải nhanh. Hơn nữa phải nhớ kỹ, một khi bị dị tộc hóa thì sức mạnh của hai người kia sẽ không thể tiếp cận được đề cảnh. Thậm chí đã tới đề cảnh tầng 1, 2, được cái xem thường huyết mạch của dị tộc, càng được cái ảo tưởng huyết mạch dị tộc sẽ ăn mòn thần trí. Ta rõ rồi. Công tử, Trương Huyền, các người ở đây đợi ta.
Trương công tử, Trương Huyền à, phải an toàn trở về đấy. Ừ, yên tâm, con đi không đi cứu người. Đi. Cái người lại là dám trối ta lại. Biết ta lại không? Có tin phu quân đuổi tới rồi không? Tôi sợ hi nhì à, phu quân sẽ tới cứu chúng ta. Ừ, hi nhì cũng tin sư phụ. Có thể nói tiếng người không? Vì các người không phải người mà nhí. Nói ubi, ô hô. Ui, các người đang làm cái gì vậy? Không phải là muốn hiến tới bọn ta đi chứ? Hồ nước này muốn sôi lên, tận đấy rồi. Ui, chết đi cái cột đang chìm xuống. Không phải chứ, các người muốn hiến tới bọn ta thật sao? Được nha, chứ có hội gì mà để phụ huynh ta đến rồi tính tiếp có được không? Sao mẫu à, nước này hình như rất là đau. Ui, liều vậy. Chỉ còn gác bỏ được dây này thì ít nhất có thể để cho Hi Nhi thoát ra ngoài. Đức ra cho ta. Mẫu, mẫu đức ra cho ta. Ui, cuối cùng cũng coi bỏ được rồi. Hi Nhi đừng sợ. Ừ. Ừ, Hi Nhi à, nhân lúc chúng ta chúng đang tiến hành nghi thức quỳ quái đó thì mau chạy đi, đi tìm sư phụ của người. Ây da, Hi Nhi. Hi Nhi à, không sao chứ? À, không sao. Không ngờ lại bố trí kết giới là ta tôi sách rồi. Kỳ lạ quá, không nóng chút nào mà cũng không cảm thấy cái gì đó bất thường. Ngược lại thì toàn thân có cảm giác tràn đầy lực lượng, rất là thoải mái. Ta lại cao lên rồi. Chỉ là tự nhiên muốn đánh nhau với người khác rồi. Bích Hải tiền cùng thánh vật. Lần rời đi này quá nhiên là phong ấn đã xảy ra vấn đề. Thiếu mất Thương Huyền và một vị đại cảnh hy vọng có thể giải thoát, giải quyết ổn thỏa. Công chủ, tất cả các đệ tử đều đã tập hợp đủ rồi. Được rồi, người đi thông báo với đại đế và bản đế đưa các giới. Bảo bọn họ mau đến trong vòng một canh giờ. Các người lên tầng 2 dốc toàn lực thi triển phục ma càn khôn trận. Dừng. Thiên cực hưng địa vô cực càn khôn tà pháp tầng thứ 2 Bích Hải tiên cung. Pháp vô tâm sinh, sinh sinh bất tức. Thiên địa tự nhiên ớ pháp phân tán. Chứng. Tầng mộ phía dưới đất Bích Hải tiên cung. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà phong ấn đã bị phá rộng nhiều như vậy rồi. Vậy phong ấn giới Bích Hải tiền cùng còn ổn, vẫn còn cơ hội đỡ tụ tu phục. Đi đi. Coi như tạm thời đã ổn định. Tiếp theo chỉ còn để cho đế cạnh và bản đế khác phối hợp và cũng là được. Có lẽ có thể ổn định lại một lần nữa. Đấy biển vô tận phía dưới thánh vực. Cuối cùng, cuối cùng cũng đến được thế giới này rồi. Ta ra ngoài được rồi. Phong ấn này ngươi còn muốn gia cố sao? Đi nhất thủ lĩnh ma tộc sông vực. Nhưng mà tiêu hao một phần sức mạnh của cường giả trong thế giới này cũng không tệ. Tiếp theo để ta xem thế giới này có thứ gì vui đây. Di tộc tròn cùng mang châu dưới lòng đất khoảng có 13 người. Thế như lời với kỳ tiền bối đó thì di tộc cấp bậc này người pháp thủ ít nhất là một người mới có thể đột phá, mà ta ít nhất phải 3 người, thậm chí là 4 cộng lại tổng cộng không quá 5 người. Người còn nhiều như vậy sao? Quá nhiều rồi, mỗi khi công kích thì rất có thể sẽ bạo lộ, thu hút càng nhiều di tộc khác tới. Ta không phải là thời kỳ hoàng kim, người cũng chưa đột phá thì đến lúc đó trở thành mục tiêu của bọn chúng. Sợ gì chứ, bên tới thì tuấn chàng đừng có náo, trước khi ta và người đột phá thì nó như bị bao vây cũng rất là rắc rối đấy. Ngươi vì nghĩ cách tách bọn chúng ra, mày mà chúng ta một chúng chỉ là vật chết rồi hồi sinh, thần trí là đơn giản. Có rồi,
Thế nhưng lời cái tiền bối thì máu của mình là lực lượng có thể khống chế bọn chúng nhất. Vì vậy với thần trí hiện tại thì chúng nhất định sẽ giết lực lượng này bằng mọi giá. Có một pháp bảo lưu được chưa? À có. Vậy thì đơn giản rồi. Để lúc nữa thì ngươi lấy một viên đá ném ra đó, thu hút đám dị tộc này, thu hút càng nhiều thì càng tốt. Khi có dị tộc đến gần người thì liền ném viên đá này ra. Đừng có ném quá xa, cũng đừng có ném quá gần. Ừ, chị nhỏ. Đám chỗ này đều đã bỏ pháp bảo lưu vật trữ vào rồi. Như rõ, lúc nào trên người người cũng phải có một viên đá. Nếu như không, thì chứ không thu hút được mấy cái tiền đó. Đã hiểu. Sương đầu thú lưu trữ. Thì tử, nhà người, nhớ giữ lý cho ta mấy cái xác đấy. Ta vẫn muốn đột phá, yên tâm đi. Muốn đúng không, quái vật? Ừ, giờ tốt, tốc độ không tính là chậm. Vì nhanh quá, xích chúng nó thì dính rồi. Ôi, xem ra viên đá này vẫn có chút tác dụng. Nào mấy vật à, mở tới cướp đi. Quả nhiên là thành công rồi. Tiếp theo chính là thời điểm tiêu diệt. Cơ thể cứng tại đây, sắp đã tới thân thể của đế cảnh rồi. Vì vậy điểm yếu duy nhất là đầu. Dù sao thì vừa nãy vừa mới hồi sinh thì chỉ còn đánh bay ý thức là được rồi. Hy vọng là lời kia tiền bối có tác dụng. Ít nhất là để ta phù hợp hồi phục lại một ít sức mạnh cũng tốt. Quả nhiên có tác dụng. Sức mạnh không chỉ hồi phục toàn bộ mà còn tăng lên ít nhất phải 20%. Không còn gì nữa đâu. Đúng lúc ta muốn thử trạng thái vừa mới hồi phục lại. Người đột phá rồi? À không có. Ta chỉ là hồi phục lại sức mạnh ban đầu, còn tăng thêm mấy phần trăm mà thôi. Chỉ là đột phá cũng nhanh quá. Thành công rồi. Sức mạnh cường đại thật, ít nhất là gấp 10 lần so với lúc trước đây, thậm chí là 20 lần. Không biết người sau khi đột phá thì sức mạnh tới mức nào đây? Sức mạnh của lôi kiếp không đủ. Vậy thì ta liền trường sinh kiếp một lần nữa. Hay dạ. Đừng có nhỏ nhẹ như vậy chứ. Đánh xuống cùng một lúc đi. Chà, vẫn là đâu thật đi. Nhưng mà cuối cùng cũng đã đột phá rồi. Thôi, đây chính là đế cảnh sao? Chẳng trách tiên bối sẽ nói trước kia mình chỉ là ngụy đế. Sức mạnh thật là mạnh mà. Để lâu rồi. Đế niệm ra quét. Tìm thấy rồi. Ở phía tây nam. Đi. Đến rồi. Phu quân, sư phụ. Nàng đứng cách xa ta một chút. Cho ta đến bày cái kết giới này. À được. Ui, cứng quá. Một quyền toàn lũ ta cũng không
nhưng mà lại không hề có vết nứt nào ở kết giới. Xem ra phải giết những gì tộc bố trí kết giới mới được. Cả người đi. Dần nên liến tòa. Chốt. Đa tạ. Cơ thể đó cũng cứng thôi đây chưa? Con sẽ đột phá sau khi hắn ta đột phá thì lại biến thái như vậy. Hiện tại đến lượt các người rồi. Địa cảnh, người sống. Xem ra lão đại là ngươi rồi. Họ phục thần trí công tệ, biết nói tiếng cổ huyền đại lục rồi. Sau khi hồi sinh, sống lâu rồi nhỉ? Vậy thì bây giờ ngươi đi chết đi. Hóa ra chỉ là đứa cảnh cấp 1. Lực phản ứng đúng là không tệ. Đáng tiếc chỉ là lực phản ứng mà thôi. Thân thể mạnh thật đi. Cái đạp đó của mình chính là lấy mạng, nhưng lại không tổn thương hắn ta một chút nào. Không ngờ tại thế giới bị tổn hại đến căn cốt này, người vẫn có thể đạt tới đế cảnh. Đi theo ta đi. Với tài năng của người thì người không bị giới hạn của bởi mảnh đất này. Chỉ còn người theo, chỉ còn người ta cho hai người này thì ta có thể xem xét đề nghị của người. Muốn chi mộ ta, ngươi cũng phải có thành ý chứ, đúng không? Ngươi biết đây là chuyện không thể nào. Đúng vậy, ta biết. Vì vậy ngươi còn đùa với ta. Đợi tí ta rõ ràng đã cho ngươi một cơ hội rồi. Do ngươi cứ không biết tốt xấu. Ngươi cũng chỉ là một đĩa cảnh cấp 1, lấy vừa mới thăng cấp. Biết cái gì không? Ta là đĩa cảnh cấp 4, cho dù từng chết một lần, bây giờ hồi sinh cũng không phải là không đánh lại được đĩa cảnh cấp 1. Người không nên tìm chết. Nhanh quá. Lực đạo mạnh thật. Thế nào? Như vậy mà đã không được rồi à? Biết không, nếu như ta muốn giết người thì một kích là đủ. Không biết ngươi là vì muốn cho người biết khoảng cách giữa chúng ta. Trong người người cũng có huyết mạch của tộc ta, đừng có dính vào thế giới này. Nó chỉ là hoàn ớ huyết mạch và tài năng của người. Đây là đội cảnh 4 sao? Không, hắn ta là dị tộc vừa mới hồi sinh, sức mạnh chỉ tầm gặp bà, thậm chí là chưa tới. Nhưng mà cho dù là sức mạnh và tốc độ hay là thể lực đều hơn mình, Trần Hòa cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ là tốc độ của hắn ta quá nhanh, nhất định phải bắt được hắn ta mới có thể không xảy ra sai sót, mà cơ hội chỉ có một lần. Ta cho người một cơ hội nữa, đi theo ta hay là chết. Tờ 155.